nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh năm 2010. Vừa qua, Ngân hàng Phương Đông chính thức khai trương chi nhánh Quảng Nam tại lô D41, D42, khu trung tâm thương mại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đánh dấu một bước phát triển mới của OCB, đồng thời nâng tổng số điểm giao dịch lên 74 điểm trong phạm vi cả nước. Đến dự khai trương có sự tham dự của Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng OCB cùng lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, khách hàng và cán bộ nhân viên OCB chi nhánh Quảng Nam. Đi vào hoạt động, chi nhánh Quảng Nam sẽ cung ứng đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho mọi tổ chức, các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác. Ngay trong ngày khai trương, OCB Quảng Nam đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa đến Ủy ban Nhân dân phường Phước Hòa, 50 triệu đồng đến Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam.